Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã mở được cao điểm ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông đối với loại hình xe tải, xe ben chở quá tải trọng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông. Sau đây, lấy ghi nhận của cộng tác viên đài chúng tôi trên tuyến quốc lộ 14B đoạn đi qua xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ngay từ sáng sớm, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng phương tiện thiết bị để tổ chức kiểm tra vi phạm tải trọng. Các phương tiện nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm đều bị tổ công tác dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, đa số đều chấp hành tốt quy định về tải trọng cho phép. Lái xe là chạy xe trên đường thì cũng đảm bảo được chấp hành được luật an toàn giao thông và theo cái chỉ thị của công ty phải múc cho sạch sẽ dưới đủ tẻ để lưu thông trên đường cho an toàn. Để có được kết quả như vậy, trong suốt thời gian diễn ra đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã chỉ đạo các đội, trạm triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền, tổ chức ký cam kết cho lái xe và chủ xe, tăng cường phát hiện xử phạt các hành vi vi phạm có lỗi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tiến hành lập biên bản, không có ngoại lệ. Thứ hai là bố trí lực lượng ghi hình, quay phim để tiến hành xử lý phạt nguội để nhằm nâng cao cái ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện vận tải vật liệu xây dựng. Trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã xử lý gần 150 trường hợp xe ben vi phạm, trong đó chủ yếu các lỗi chở quá người trong buồng lái, xe chở vật liệu xây dựng để rơi vãi, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trong đó đáng chú ý có 4 trường hợp chở quá tải, đặc biệt có 1 trường hợp chở quá tải 16%. Số vi phạm chở quá khổ, quá tải giảm nhiều so với trước đây. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ cố gắng bám đường, bám tuyến, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc tăng cường xử lý đối với xe chở quá khổ, quá tải trên đường sẽ góp phần hạn chế hết tác nhân làm hư hỏng đường xá, một trong những tác nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm xây dựng, hy vọng các tài xế và chủ xe nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế hết thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do hành vi này gây ra.